Xin kính chào quý vị và các bạn. Chiều tối nay, vùng núi Thừa Thiên Huế đến Bình Định và Tây Nguyên cảnh báo mưa rông nhiệt. Còn với Bắc Bộ, lúc này thì đã ngớt mưa, chiều nay trời tạnh, thế nhưng đến đêm thì sẽ có mưa lại. Đây là hình ảnh ngoài trời thủ đô Hà Nội ngay lúc này. Mưa đã ngớt và đường xá thì cũng bớt trơn trượt, mọi người sẽ dễ dàng hơn trong việc di chuyển. Tuy nhiên thì do mây dày và độ ẩm trong không khí thì khá là cao nên cảm giác lành lạnh lạnh. Nhiệt độ hiện tại đang vào khoảng là 22 độ. Dự báo chiều nay, thủ đô Hà Nội và nhiều nơi khác của Bắc Bộ trời tạnh giáo. Nhiệt độ tăng khoảng từ 2 đến 3 độ, phổ biến 23 đến 28 độ. Lưu ý là đến đêm thì mưa nhỏ và mưa phùn sẽ quay trở lại. Xuống miền Trung, từ Thanh Hóa đến Đông Hà chiều nay thì trời nhiều mây và có nơi thì có mưa nhỏ. Riêng Huế thì nắng đẹp, nhiệt độ toàn miền phổ biến là 25 đến 29 độ. Các thành phố Nam miền Trung và Tây Nguyên chiều nay thì trời cũng sẽ đều có nắng, nhiệt độ nhiều nơi trong khoảng 31 đến 33 độ khá nóng khi phải di chuyển hay làm việc quá lâu ngoài trời. Sau buổi chiều nắng mạnh, trên nền nhiệt cao thì sẽ kích thích mây rông phát triển, gây mưa cho khu vực vùng núi Thừa Thiên Huế xuống đến Bình Định và Tây Nguyên. Mưa to sẽ tập trung ở Con Tum và Gia Lai với lượng mưa có thể lên đến 50mm. Quý vị cần đề phòng với các hiện tượng lốc, xét và mưa đá nguy hiểm. Với Nam Bộ, chiều tối nay thì mưa trái mùa chỉ xuất hiện một vài điểm nắng nóng cục bộ 35 độ sẽ xảy ra tại Tây Ninh và Đồng Phú. Với thành phố Hồ Chí Minh và các nơi khác, nhiệt độ phổ biến từ 32 đến 34 độ. Trên biển, huyện đảo Hoàng Sa chiều nay thì trời có nắng, tầm nhìn xa ở đây trên 10 km, gió nhẹ. Với huyện đảo Trường Sa, cảnh báo mưa rông đi kèm với lốc xoáy và gió giật mạnh nguy hiểm. Cố bản tin sẽ là phần dự báo chi tiết cho các thành phố trên cả nước trong chiều và tới nay.